Ngày xưa đen lắm quý vị, đen mà tao nói đen mà xấu nhau gì nha. Là cái lúc này em đen quý vị, mặt em đen thui tù lù là em đi phim Trần Trung Giảng quý vị, mà em đen mà em xấu ơi là xấu luôn đó. Nói chung là em rất là xấu, nhưng mà ngày từ ngày sử dụng cái sản phẩm mỹ phẩm được nhiều thì cái da mặt em bắt đầu nó đẹp lên, dáng em bắt đầu nó đẹp lên, thon gọn hơn, đẹp hơn, răng đồ trắng hơn như vậy nha. À, cảm ơn quý vị. Đây là cái thương hiệu Eskin AEC, một cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc như vậy nha, một cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc rất là ok luôn. Và bên đây có tem chống hàng giả đồ đầy đủ trơn trọi, chứ vậy mọi người yên tâm dùm cho em như vậy nha. Bao nhiêu vậy? Bên em bán hiện tại với giá là 490.000 cái chai bự chà bá như thế này. Ừ. Năm trước tắm trắng một lần dùm cho em, mình để chừng 50 phút, ai có thời gian thì để 20 phút 30 phút. Còn trên livestream của em đây, quý vị coi cái chai nó rất là đẹp như vậy nha, và tinh chất bùn than tre, đó, bùn kết hợp với than tre. Rồi mình xức lên dùm cho em. Thì cái chai trong đây nó màu đen quý vị nha, em đang sử dụng chai này, đó, màu đen. Và tinh chất là than tre cũng như là bùn núi lửa như gì nha, than tre và bùn núi lửa. Mình xức lên dùm cho em, mình xức lên tay dùm cho em, mình xoa đều để chừng 15-20 phút. 15-20 phút, riêng em không có thời gian thì em sẽ, đây, hai tay hiện tại đang bằng nhau gì nha, hai tay bằng nhau. Và bây giờ sẽ test thử cho gì coi cái tác dụng của nó như gì nha. Tắm trắng một bước thôi, nghĩa là chúng ta sử dụng một bước thôi là sẽ có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Để chừng 15 phút dùm cho Lâm, thì những cái tinh chất than tre trong đây thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta và làm da chúng ta bật tông và trắng sáng cực kỳ luôn. Và đây, hai tay hiện tại nó đen như nhau đây, mình tẩy nó dùm cho em. Trời ơi. Quý vị ơi, đây một trời một vực, một màu đen đen trắng thêm vàng vàng, mình kỳ để dùm cho Lâm như gì nha, mình kỳ để dùm cho Lâm, bởi những cái này nó hơi đen đen, nó bám vô cái móng tay chúng ta như gì nha. Là đây, Body Skin là cái dòng chữ Hàn Quốc như vậy nha. Trắng một lần sau khi sử dụng, chị em nào mua thì bây giờ để sử dụng dùm cho em như vậy nha. Nếu như mà nó trắng xong rồi, chị em mình tắm thêm cái bước là một lần dùm cho em. Thì cái chai này tắm hàng ngày như vậy nha, cái tinh chất đây tắm hàng ngày. Đây là cái chai kích trắng, đây có nghĩa là sau khi chúng ta tắm trắng này xong rồi thì da chúng ta sẽ trắng lên. Những cái hột trong thế này nó sẽ massage làn da chúng ta, làm cho da chúng ta bật tông cực kỳ gì nha. Đây là chiết xuất từ kiwi, trái kiwi là cái hột, kiwi. Nếu như mọi người xài tắm trắng xong rồi mà mọi người không sử dụng cái này hàng ngày thì chắc chắn sẽ bị hồi da lại, nhưng chúng ta sử dụng cái này hàng ngày thì mọi người ơi, nó sẽ không bao giờ hồi da lại của các bạn. Sản phẩm này là tắm trắng hàng ngày, tắm và kích trắng hàng ngày như vậy nha. Okay. Cái bàn tay chúng ta sẽ trắng hơn và đẹp hơn, là mịn màng hơn. Và chị em ơi, những cái hột trong đây chúng ta nhớ massage thật là kỹ nha, bởi vì những cái hột trong đây sẽ tinh chất sẽ làm thẩm thấu sâu và làn da chúng ta, làm da chúng ta cực kỳ mịn màng và cực kỳ sáng mịn luôn. Không vàng lông, không ngứa, không châm chích như vậy nha. Hai chai này, một chai ban ngày, một chai ban đêm với thiết kế cực kỳ đẹp cho mọi người luôn. Và một điều đặc biệt là khi ta xức lên nó không bít dính nè, nó không lộ vân kem nè, nó không có gì hết trơn hết trọi, mà xài rất là ok như vậy nha. Và bây giờ Lâm sẽ xài thử cái gì cái chai ban ngày. Nếu như chị em nào mà tắm trắng xong thì ban ngày chúng ta đi làm việc đồ này nọ, ta xức lên một lớp dùm cho Lâm và thoa đều lên làn da chúng ta, lập tức làn da ta trắng sáng cực kỳ như vậy nha.